anh em nhá. Hiện tại thì đang chuẩn bị lắp cho bác xài cái đôi sập phun thùng, một trong những vị khách hàng quen các bạn nhá. Đấy, hình bé cô gái, đâu hình cô gái thổ dân rất đẹp luôn. Đấy, nữ hoàng thổ dân hoặc là cô gái thổ dân anh em hay gọi thì tùy anh em. Đó, trước khi bắn thì bên mình sẽ có cái lẹp inox rồi các bạn nhá, hàng chuẩn chỉ luôn các bạn nhá. Trước khi bắn là có cái lẹp này các bạn này. Anh em mua thì nhớ báo cho mình là có cái lẹp này các bạn nhá. Đấy, lẹp này, đấy, bắn trực tiếp vào thùng luôn. Đó, bắn ở đây các bạn này. Tiếp vào đây luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Tiếp vào đây luôn. Rồi xong. Và mình sẽ bắn các bạn nhá. Chắn bùn các bạn nhá. Bắn bằng vít bốn cạnh. Thứ hai là dòng xe này thì nó sẽ bị chạm một chút thì bên mình có cắt đi các bạn này, cắt đi cái mép này, nó rơi vào tầm khoảng 10 phân để anh em có thể cho nó thẳng thân tưng như giờ, như là không bao giờ bị cong luôn. Đấy các bạn ạ, nếu mà cho bằng ngoài thì sẽ bị dài chút nhá, các bạn cho cắt đi chút này, cắt đi chút. Đấy, ok. Đến cạnh đó. Đến cạnh đó các bạn thấy không? Chết luôn. Thằng đét luôn, con này là 60-80 các bạn nhá. Còn nó mà bị tay chạm tí, các bạn cắt cho mình tí đây. Chém đây tí, cầm dao lọc giấy chém tí đi luôn. Đấy, ve vẩy, ok anh em. Ve vẩy, ok các bạn. Đấy, đi xuống đầu vuông của anh trai nhá. Thôi lấy cỏ đi lắp nhá. Trong cái chắn đường bên mình đang lắp xe trai và ấy như còn ngân các bạn nhá. Còn ngân thì sau khi các bạn tháo xong thì các bạn nhớ bỏ mấy quy ra, bỏ mấy quy ra, các bạn cài vào cái quy trước khi lắp. Đây rồi quy đây, đây các bạn bỏ quy ra nhá, rồi các bạn ấn vào cái ga lăng trước này. Đây trước cho mình nhá, xong ấn ra xong rồi các bạn đừng chế trên cabin rồi. Đấy các bạn ấn đây trước cho mình này. Các bạn ấn vào kia là xong thôi, chứ các bạn đừng ấn ở trên mặt ga lăng kia không vào đâu. Đấy các bạn bỏ ra ấn đây trước. Đấy thì tí ấn vào kia là xong. Trên chai của quay vô lăng này, lăng bánh hoa mai, còn con tròn bá đạo luôn các bạn nhé, còn con tròn nhà mình, còn con tròn nhà mình các bạn nhé. Đấy, đấy, ok, đã xong các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Đấy, lắp còn ở trên cao này các bạn này thì xong không bị nước vào, rất là bền. Ok anh em, có anh em ủng hộ mình nhá. Ok anh ơi, con đi.